Trên đường về nhà, nữ chính Sakura ngồi trên xe bus thì vô tình phát hiện có người bị thiêu cháy ở bên đường bằng ngọn lửa xanh, và gần đó là một thanh niên trông có vẻ là thủ phạm gây ra tội ác này. Cô sau đó đã xin được xuống xe và chạy đến chỗ một người cảnh sát gần đó và đưa cảnh sát đến hiện trường xem thử, nhưng nơi này chẳng còn lại gì. Dù vẫn có vết cháy nhưng cho thì không có nên cảnh sát chỉ nghĩ là người dân quanh đây đốt gì đó nên cô nhìn nhầm, hoặc cũng có thể là người vô gia cư đốt lửa sưởi ấm. Sáng hôm sau ở trường, ta biết Sakura là một cao thủ võ thuật ở trường cô vừa tập với người trong câu lạc bộ vừa nghĩ về chuyện đêm qua nhưng sao nhãng không có nghĩa là cô dễ bị đánh bại ai nấy ở trường đều ngưỡng mộ cô và sẵn sàng bị cả trường ghét chỉ để được hẹn hò với cô cô bạn ao ba đi đến và thấy sakura có vẻ suy tư gì đó nhưng cô cũng đã giấu chuyện tối qua và rồi đột nhiên cô giáo đến và giới thiệu học sinh mới sẽ chuyển đến hôm nay thanh niên này là dây và với dáng vẻ lạnh lùng ngầu lòi thì con gái mê dây như điếu đổ sakura biết dây là kẻ tối qua nên vào giờ giải lao cậu đã gọi dây đi theo để nói chuyện riêng ao ba cùng đám con trai hiểu nhầm mà nghĩ là sakura sắp tỏ tình với dây nên đã kéo lên xem sakura muốn biết đêm qua dây đã ở đâu cậu nói là làm bán thời gian thì cô không tin và cho rằng đêm qua cậu đã đi thiêu chết người và đeo găng tay để che giấu vết bỏng nhưng tay cậu hoàn toàn lành lặn và cậu cho rằng bản thân đeo găng tay là để quên đi việc cậu từng đánh người ta bị thương dây sau đó rời đi còn sakura thì hụt hẫng ao ba và đám con trai lại tưởng dây quá kiêu ngạo mà từ chối sakura thế là khi không mê nhà ta lại bị người ta ghét Sakura sau đó vẫn chưa bỏ cuộc mà cô quyết sẽ phải tìm ra sự thật. Cô sau đó cứ liên tục bám đuôi dây mọi lúc mọi nơi. Đến lúc ra về, Aoba có đến hỏi Sakura về vụ bám đuôi này. Cô vẫn nghĩ dây là người tốt nên chỉ xem hành động của Sakura là bám theo để tìm hiểu về dây. Nhưng việc nói chuyện này đã khiến dây cắt đuôi được Sakura. Cô sau đó đã quay lại hiện trường vì nghĩ là tội phạm thường sẽ quay lại nơi gây án. Nhưng cô chờ mãi thì chẳng thấy dây mà chỉ thấy con chó cô thường cho ăn ở đây. Cô lại lấy cơm nắm ra cho nó và dây giờ mới đến đây cậu có vẻ thân được với con chó dù đến chính bản thân cô còn không thể chạm được vào nó nhìn con chó với dây thân được vậy thì cô nghi ngờ dây cũng không phải là kẻ xấu thật và cô chỉ là nhìn nhầm lần đó cậu có hỏi về con chó này thì dây cho biết chủ của nó là một người vô gia cư nhưng người chủ đã bị một tên tội phạm thuộc băng chim ưng hại chết băng đó có hình xăm chim ưng trên người nên có cái tên này chúng phạm tội mà luôn xóa được chứng cứ nên cảnh sát chẳng làm gì được chúng dây biết cô rất ghét bọn đó nên hỏi cô có muốn trả thù hay không nhưng cô không có nhu cầu đó vì cô cho rằng chúng rồi sẽ chịu quả báo. Ray thấy Sakura cuối cùng cũng đã cười. Cậu cứ tưởng cô ghét cậu nhưng cô chỉ là hơi nghi ngờ cậu thái quá. Hôm sau, Ba đã đến rủ Ray và Sakura đi hát để gắn kết cả hai với nhau. Nhưng cả hai đều có việc nên đành từ chối. Ray nói công việc của cậu là đi dọn rác. Thế nhưng rác mà cậu dọn là rác của chính phủ. Họ đều lo ngại về Sakura nên muốn cậu tìm cách giải quyết với cô. Cậu hứa sẽ không để lộ danh tính và nếu Sakura biết được sự thật về cậu thì cậu sẽ khử cô. Tối đó sakura lại đến tìm con chó để cho nó ăn đột nhiên cô nghe được tiếng kêu cứu nên đã chạy đến thì phát hiện một người đang bị bọn người của băng chim ưng đánh đập cô dọa là đã gọi cảnh sát thì chúng không sợ chúng bảo cô nên rời đi vì chúng chỉ đang tìm thông tin về đồng bọn bị mất tích cô nhận ra đồng bọn của chúng là đám bị thiêu cháy hai ngày trước nên chúng đã giữ cô lại để moi thông tin cô từ chối đưa ra và đánh trả thì bị chúng dí điện và trói lại con chó đã chạy đến bảo vệ cô thì bị chúng đập nốt cô phải lao ra bảo vệ con chó nhưng nó đã sắp hấp hối nhưng cô lại bị bọn chúng đá ra chỗ khác dây cũng tìm đến và quyết định cho con chó ra đi nhanh hơn cho bớt đau đớn vì nó không còn cứu được nữa cậu sau đó tháo găng tay và đốt chết một tên ngay trước mắt cả đám cậu sau đó cho chúng cơ hội đầu thú hoặc chết chúng đòi xiên dây thì bị cậu thiêu cháy hết toàn bộ chỉ trong chớp mắt cậu sau đó tiến đến sakura và bảo cô đáng ra đừng nên dấn vào chuyện này rồi thiêu cháy cô nhưng sáng hôm sau cô tỉnh lại ở nhà và chạy xuống tìm bố mẹ họ đều mừng vì cô đã khỏe lại kể ra mới biết tối qua cô đột nhiên bất tỉnh trước cửa nhà nên bố mẹ đã lo là cô bị bệnh gì đó Họ cũng thắc mắc không biết ai là người đã đưa cô về đây, thế là cô đã kể cho bố mẹ đại khái về chuyện tối qua. Cô sau đó quay lại hiện trường tối qua và bố cô đã cho cô biết về việc mà cô nói ra dù có là loại bỏ bớt kẻ xấu thì giết người vẫn là cái tội. Cô nhớ việc Jay đã có ý định giết cô thì liền chạy đến trường và vào lớp tìm Jay. Nhưng chưa kịp mở miệng thì Alba đã chạy đến và muốn cho Sakura xem gì đó. Cô mãi để ý Jay nên Alba cho rằng cô vì trai mà bỏ lơ bạn bè. Jay muốn đến nghe thử chuyện thì Sakura đã để Alba tránh xa Jay ai nấy nghĩ là sakura ghen và sợ dây cướp mất bản thân cô biết bản thân phải giữ im lặng nếu không dây sẽ thiêu tất cả mọi người ở đây sakura sau đó bị dây bám đuôi nên cô đã lo lắng mà tránh xa ao ba rồi đi ăn trưa một mình cô thấy dây vẫn theo dõi cô ao ba đến ăn cùng thì cô đã đuổi ao ba ra chỗ khác ao ba nghĩ cô thích dây nên bắt đầu xua đuổi cô nên đành quay lưng đi mà chẳng để sakura giải thích thấy cô cây cú thì dây lại cười mà quay đi sakura sau đó đã lên gặp dây và yêu cầu cậu đi với cô vào cuối buổi ai nấy sốc khi nghĩ cả hai lại đi hẹn hò sau buổi học cô sau đó đi đến chỗ ao ba và muốn ao ba chờ đến lúc cô giải quyết xong thì cô sẽ kể cho ao ba nghe chiều đến cô đã đi cùng dây đến nơi đông người để dây không thể nào tự do dùng năng lực cô hỏi có thật cậu đã giết đám chim ưng hay không thì cậu thừa nhận luôn và cậu cũng không hề cố để che giấu việc đó cậu cho rằng việc bản thân làm là dọn bớt rác cho xã hội nhưng cậu không xem việc bản thân làm là chính nghĩa vì cậu là một kẻ xấu xa và nếu đó là những gì cô muốn nói thì cậu đành đi trước Cô đã muốn đuổi theo thì đứa trẻ đi ngang qua bật khóc. Sakura nghĩ là do cô làm nhỏ giật mình nhưng Jay đã lấy đồ chơi đứa bé làm rơi. Sakura cho rằng cậu không có quyền để đưa ra phán xét và giết người, cô muốn cậu đầu thú để pháp luật xử lý. Nhưng pháp luật chỉ áp dụng lên con người còn cậu thì không. Cậu sau đó dùng lửa để đe dọa cô khiến cô sợ mà chạy đi, nhưng cậu nhanh chóng tóm được cô nhưng rồi lại không dùng năng lực mà chỉ véo má cô, cậu nhận thấy cô là loại đặc biệt. Cậu nói thẳng với cô rằng đám chim ưng kia đã giết người mà không có một chút ăn năn nên chúng là lũ đáng chết việc cậu giết lũ đó là nhiệm vụ của cậu cậu xem bản thân là ác quỷ và cậu muốn hỏi xem cô có ghét kẻ nào và nếu kẻ đó đáng chết thì cậu sẽ giúp cô xử lý cô không đồng ý và bảo jay có thích theo dõi cô thì cô cũng kệ nhưng cô cũng sẽ bám theo cậu để ngăn cậu lại giết người cậu cho cô thoải mái nhưng nếu có ý định nói ra bí mật này với ai thì cậu sẽ thủ tiêu cô lẫn người đó cậu sau đó nung đến mức tấm kính vỡ để cho cô thấy lời cậu nói không hề đùa cô sau đó trở về và chẳng nói gì khiến bố mẹ thấy lo sakura thấy mắt của jay là mắt của một kẻ giết người tàn nhẫn nhưng cô không biết dây đã có ánh mắt ra sao khi kết liễu con chó đó chính phủ lúc này đang lo ngại về dây họ đã chuẩn bị biện pháp khống chế cho trường hợp dây chống lại họ còn dây lúc này đã cho cấp trên biết lý do cậu không thủ tiêu sakura là vì cô thuộc dạng đặc biệt khi không bị lửa của cậu thiêu cháy trong lúc đó một thanh niên tóc đỏ có năng lực như dây đã đến tìm một thanh niên có năng lực khác người tóc đen này có số hiệu không một và có vẻ là một kẻ đã bỏ trốn khỏi tổ chức nên thanh niên tóc đỏ này đến để xử lý và nếu có thể là khử luôn tên tóc đen này nhưng đột nhiên một kẻ nào đó nhìn giống dây xuất hiện và bắn băng ra để che mắt và đưa tên không một này đi sáng hôm sau sakura vừa ra khỏi nhà thì dây đã chờ cô để theo cô đến trường cô muốn dây nhớ là cô cũng theo dõi cậu nên đừng có làm liều lúc đến trường cô lại nhận được cả đống thư tình ao ba và sakura cũng đã làm lành với nhau tuy sakura không thể kể hết ra cho ao ba nghe nhưng ao ba cũng đã hiểu cho cô và chỉ xem sakura và dây từ giờ đã thành một đôi ao ba cũng tác hợp cho cả hai và bảo dây có ra về cùng sakura thì cẩn thận vì mấy đứa theo đuổi sakura kiểu gì cũng tìm cách xiên cậu một thanh niên định lao đến thì bị sakura đánh bật và cô tuyên bố từ giờ ai muốn đụng vào dây thì phải bước qua sako đám con gái nghe thì thấy ngầu chứ đám con trai thì chỉ biết khóc cả dòng sông do sắp tới dây phải trực nhật nên cậu phải đi lấy sổ điểm danh cậu không biết lấy ở đâu thì sakura quyết định chỉ cho cậu dây muốn cô cứ thả lỏng vì cậu sẽ không làm bậy ở trường trừ khi cô hé môi trước đột nhiên có một đàn chị chạy đến nghịch ngợm với sakura Thấy dây cũng có hứng thú nên đàn chị đã cho cậu thấy việc cô có hai màu mắt khác nhau. Cậu đã tóm đầu cô nhưng rồi phải xin lỗi vì nhầm người. Nhưng kẻ khiến cậu liên tưởng đến lúc này đã bị tổ chức gọi và yêu cầu hợp tác với dây. Kẻ đó cũng tóc vàng và hai màu mắt khác nhau. Chiều hôm đó, Ray nhận được nhiệm vụ từ tổ chức. Sakura đã đến xem và hỏi xem cậu sắp đi đâu, nhưng cậu chỉ đưa cô một cái giỏ. Trong đó là con của con chó đã giúp cô lần trước. Cô thấy có lỗi với chú chó con vì bản thân yếu đuối mà mẹ của nó phải chết. Ray sau đó lên đường đi làm thì Sakura đã bám theo. Cậu đến một khu căn hộ và Sakura nghĩ đây là nơi cậu ở, nhưng trước khi vào thì cậu đã cảnh báo cô là cô sẽ không thể quay đầu và đừng có hối hận khi đã bước vào đây. Cô sau đó theo Ray vào trong thì mới biết đây là hang ổ của một đám yakuza, nhưng cô tự mãn vì đã có cảnh sát ở đây nên dây không thể giết người. Nhưng dây cho biết cảnh sát đó cũng là tội phạm và đám yakuza này là một bọn buôn thuốc phiện. Tên chủ thấy dây có tiềm năng và khá hiểu chuyện nên cho cậu cơ hội nhập bọn, hắn lôi ra một tên nghiện mà hắn đã dùng thuốc để dụ dỗ kẻ này làm việc cho hắn từ khi đám chim ưng biến mất thì việc của hắn đã nhiều lên nên hắn cần thêm người đám cảnh sát kia cũng là người của hắn nên cậu khỏi lo việc bị bắt sakura lên tiếng về đạo đức thì hắn bật cười cho rằng đạo đức ở thế giới này là đồ bỏ thấy chúng định xử sakura nên dây đã không nhân nhượng và kích hoạt lửa đốt chết tên chủ mưu đám còn lại thấy vậy thì lao lên đánh nhưng đều bị dây thiêu chết tên cảnh sát bắn cậu thì đạn đã sượt qua mặt dây và rồi bị dây thiêu sạch toàn bộ cậu xem đây là gieo gió gặt bão ác giả ác báo sakura rất bất bình vì những hành động này của dây Cô cho rằng vẫn còn cách khác nhưng cậu sẵn sàng nghe cái cách khác mà cô nói là gì. Họ sau đó thấy tên nghiện kia còn sống, con gái ông ta thì bị nhốt trong kia. Cô ta muốn chết đi vì cuộc sống này đã quá đau thương. Dây đã bóp cổ cô ta để cô ta tọa nguyện, nhưng rồi sau cùng cô ta vẫn muốn được sống nên dây khinh cô ta là dạng thiếu kiên định và yếu đuối. Cậu cho cô ta sống và nếu cảm thấy cuộc sống vẫn quá cùng cực mà muốn chết trở lại thì cứ đến tìm cậu. Dây sau đó ra về và Sakura đã đến ôm dây với hy vọng điều này sẽ khiến dây thức tỉnh chút tình người nhưng cậu đã đánh ngất cô và rồi gọi người đến đưa cô về. Cậu sau đó xuống gặp tên cảnh sát trưởng dưới kia, hắn cũng thông đồng với đám buôn thuốc này. Hắn biết cậu là gì nên co giò chạy và cầu cứu một kẻ là Hitomi qua điện thoại. Nhưng Ray đã bám vào một chiếc xe rồi chặn đầu hắn. Định thiêu đốt luôn thì tên tóc vàng mà cậu ghét là Toki đã mò đến. Thanh niên này quạt một đòn khiến cả chiếc xe bay lên trời rồi phát nổ ngay trên đó. Ta sau đó được đến với tổ chức Eden. Đây là tổ chức quản lý những con người có năng lực như Ray. Gọi là Code Breaker. Ray là người thứ sáu của tổ chức này cậu đã làm tốt nhiều nhiệm vụ và được xếp ngang hàng với những cốt breaker trước họ xem cậu như là bề tôi và cho cậu mục tiêu cho nhiệm vụ kế tiếp cậu phải tìm ra kẻ này có liên quan gì đến người tên hitomi kia cậu đã lao lên thiêu dụi ba tên ra lệnh cho cậu cậu cho rằng chúng nên ló mặt trực tiếp ra chứ đừng dùng robot để ra lệnh cho cậu với cả cậu cũng chỉ là nhân viên bán thời gian của họ chứ không phải đầy tớ nên nhận việc hay không là quyền của cậu hôm sau sakura lại thức dậy ở trước cửa nhà Bố mẹ đều lo lắng vì đây là lần thứ hai cô ngủ ngoài trời nên cô đã nói dối là bản thân tham gia câu lạc bộ ngoài trời. Lúc cô đi học thì bố mẹ đều biết cô nói dối, nhưng đa phần cô nói dối là để giúp người nên họ chọn tin vào cô và sáng hôm sau khác với mọi ngày khi người sẽ đi cùng cô là Toki chứ không phải dây. Thanh niên này cho cô biết về Code Breaker và việc cậu ta là bạn của dây. Lý do dây không đến hôm nay là do bị cấp trên mắng mỏ. Toki muốn lợi dụng việc quen biết dây để tiếp cận Sakura, nhưng cô lại thấy việc Toki là bạn của Jay thì cô có thể nhờ Toki nói với Jay về việc cậu ta đang làm là sai. Toki đã đưa cô ra công viên để ngồi trò chuyện, nhưng đúng lúc này thì Jay tìm đến và đuổi Toki tránh xa Sakura. Cậu không phải bạn của Toki, vì Toki là kẻ cậu ghét nhất. Toki muốn cậu nhớ là cậu từng thua Toki một lần và lần này cũng sẽ không khác gì lần trước. Lý do hắn tiếp cận Sakura là để giải quyết rắc rối với cô mà Jay chưa xử lý được, nhưng Jay cũng khịa Toki về việc Toki hay hết năng lượng vào những lúc quyết định, thế là cả hai sau đó đòi giao chiến một trận một bên dùng cắt một bên dùng lửa, nhưng Sakura đã phải cản cả hai lại. Toki đành đi trước và muốn dây dáng mà tự giải quyết cho hết vấn đề, dây sau đó dặn Sakura phải tránh xa Toki vì Toki là một kẻ nguy hiểm và gian manh. Nhưng cô muốn biết giữa cả hai có hiểm khích gì và cái trạng thái mất năng lượng và dây nói về Toki là như nào. Đột nhiên cả hai gặp một đàn anh trong trường và dây dường như có một cái nhìn khác lạ về người này. Lúc giữa giờ học, Sakura phát hiện Toki mò đến đây nên đã chạy xuống. Jay cũng theo súng và cô biết cả hai lại tính choảng nhau nên mới vào vấn đề và hỏi lý do Toki đến đây. Cậu ta đến đây để tham quan trường vì từ giờ cậu ta muốn nhập học ở đây thay vì trường cũ. Sakura nhận ra trường cũ của Tokyo là ngồi trường số 1 Nhật Bản nhưng Tokyo lấy lý do là chuyển đến đây cho gần nhà. Toki sau đó vào lớp của Sakura và vào giờ ăn trưa. Sakura đã rủ Ray đi ăn chung thì cậu từ chối. Nhưng cô đã kéo cả Tokyo đi theo tìm Ray. Ai nấy lại đồn thêm về vụ tình tay ba. Sakura đã hỏi Toki về cách để cô ngăn dây giết người thì cậu ta cho rằng các Cốt Breaker đều có mục tiêu riêng và để đạt được mục tiêu đó thì họ sẵn sàng vấy bẩn tay mình. Toki sau đó lấy tay bóp hàng của Sakura nên bị cô sút vỡ mồm. Cậu ta phàn nàn việc chị cậu ta làm được mà cậu ta thì không khiến cô nhận ra đàn chị hai màu mắt kia thật sự có liên quan đến Toki. Dây cũng tìm lên đây và cho rằng cậu chỉ đi theo Sakura để canh chừng cô khỏi mấy trò gian của Toki. Lúc lên tầng thượng, Sakura bất ngờ vì đàn anh lúc sáng và chị của Toki lại ở đây. Cô đã hỏi đàn chị về Toki nhưng cậu ta đã bỏ đi mất và đàn chị lại nói là bản thân làm gì có anh em gì đâu. Tối đó, Sakura lại bám theo dây đi làm nhiệm vụ. Cô hỏi về chuyện của Toki thì dây cho rằng khi đã trở thành cốt breaker thì sự tồn tại của người đó sẽ bị xóa bỏ hoàn toàn với những người thân quen. Lúc gặp lại Toki, cậu ta chỉ cho rằng vụ lúc sáng là nói dối. Nhưng Sakura biết cậu ta có chị gái là thật vì lúc nói về mục tiêu để bảo vệ ai đó thì cậu ta ngay lập tức nói đến chị gái của mình nhưng cậu ta chỉ cho rằng bản thân là hiện thân của công lý rồi né tránh câu hỏi mà vào nhiệm vụ. Toki đã phá hệ thống báo động rồi bẻ cửa ra, dây cho biết khả năng thật sự của Toki là điều khiển từ trường. cả hai sau đó dành nhau công việc và quyết định ai làm việc người nấy. bên kia cũng đã cho người ra cản lại. đạn bị bắn đến thì đều bị lửa của dây thiêu dụi, còn Toki thì ngưng đạn lại và bắn trả lại địch. Sakura đã cản cậu ta nhưng cậu ta cho rằng địch bắn cậu ta trước. đột nhiên một cơn gió nổi lên và đám bảo vệ đột nhiên bị hóa đá mà chết. hai tên có năng lực đã lộ diện. Toki và Jay cho biết nơi này đang nghiên cứu để tạo ra những con người có năng lực như Code Breaker. Hai tên kia đã tạo ra một cơn lốc nước thì bị khả năng của Jay và Toki đánh tan. Chúng đã tạo thêm thì đột nhiên nước truyền vào cổ chúng hết nên chúng đã quay đầu chạy. Còn mục tiêu mà cả hai nhắm đến thì đang quan sát những vật thí nghiệm khác và quyết định sẽ sớm dùng tới họ. Ông ta cho người ngăn cản để không cho Code Breaker xâm nhập vào đây. Sakura thắc mắc về việc tại sao chính phủ lại nghiên cứu Code Breaker thì Toki cho biết Code Breaker này vốn là thuộc chính phủ nên dù mục tiêu có là quan chức hay là ai đi nữa thì cũng không thoát khỏi cả nhóm sau đó đã tìm được căn phòng chứa những đứa trẻ chúng hẳn là được nhặt về từ khắp nhật bản và vì chúng đang được chăm sóc tại đây nên chưa có vấn đề gì để phải phá phách ở đây thế là cả ba lại đi tiếp dây thắc mắc về việc đám hồi nãy tự nhiên mất năng lượng thì hẳn là chúng cũng dính phải trạng thái hết năng lượng sakura thắc mắc về trạng thái đó thì đột nhiên con cún tách ra khiến cô phải đuổi theo cả ba bám theo con cún và đến một căn phòng có vẻ là nơi để thực hiện những thí nghiệm man dợ vì trên mấy cái bàn này vẫn còn máu Tên chủ mưu cũng đã mò đến để chào hỏi các cốt breaker. Toki đã hỏi là hai tên đầu đất vừa rồi là của ông ta có phải không? Ông ta thừa nhận là hai tên đó vẫn chưa thể đạt được sức mạnh như cốt breaker chính hiệu. Toki biết ông ta ngoài nghiên cứu cốt breaker trái phép thì còn có thứ khác trái phép nữa. Cậu ta đã cậy tường và để lộ ra một đống nội tạng được ông ta cất chữ ở đây. Dây hỏi lý do ông ta làm việc này thì hai tên đầu đất kia đã quay lại và cho rằng đây là cách để chúng giúp những đứa trẻ yếu ớt vô dụng trở nên có tác dụng bằng cách dùng nội tạng của chúng cho mục đích cao cả hơn. Jay cho rằng chúng cũng chẳng khác gì những đứa trẻ mà chúng nói. Jay xem chúng cũng là loại vô dụng, chỉ khác là cậu không cần nội tạng hay mục đích cao cả mà chúng nói. Hai bên sau đó đã bắt đầu giao chiến, tên dùng nước thì bị Jay cho bốc hơi hết. Tên còn lại thì bị Toki dụ ra bên ngoài, Toki dẫn theo cả Sakura. Sakura thấy thắc mắc vì tại sao tên kia lại mang theo một thứ nặng nề như thế bên kia. Jay lúc này cũng nhận ra thứ sau lưng hắn nên cố tấn công khiến hắn bắt đầu cảnh giác hơn. Toki cũng đã thử đánh vào đó và quả nhiên hắn trở nên kỳ lạ hơn hẳn nhưng vì cái cục sau lưng hắn làm từ sợi carbon nên từ tính của Toki chẳng làm được gì. Thế là cậu ta kéo một đống kim loại đập vào đó để khiến chiếc hộp rơi vào. Và cực sốc khi trong đó là một đứa trẻ. Tên dây thì cũng đã phát hiện ra điều này. Cả hai đứa trẻ đều đã bị lũ này tước mất anh chị em nên chúng muốn hai cốt breaker hãy giết hai tên này để trả thù cho anh chị em của chúng. Toki và Jay đều đã nhận lời. Toki thì găm con dao mổ vào đầu tên này. Còn Jay thì chỉ duy nhất một cách là thiêu dụi hắn. Đứa trẻ đã cảm ơn Jay. Cậu chỉ cho rằng bản thân đang làm nhiệm vụ của bản thân tên đầu sỏ đã bỏ chạy thì bị toki ngáng chân lúc dây định thiêu ông ta thì con gái ông ta đi ra thật ra con gái ông ta bị bệnh và cần có nội tạng phù hợp để hiến tặng nên ông ta mới làm ra những việc này vốn dĩ ông ta nhận chức nghiên cứu là để hy vọng có người có nội tạng phù hợp để hiến tặng cho con ổng nhưng ổng đã chán chờ đợi nên mới bán mình cho quỷ dữ ông ta biết đây là việc làm ích kỷ nhưng họ không có quyền phán xét ông ta vì họ cũng đã giết người và những đứa trẻ ông ta đưa về thì khi lớn lên cũng sẽ đi làm chó săn cho cái thế giới này con gái là cả thế giới với ông ta nhưng dây đếch quan tâm mà muốn thiêu ông ta luôn thế là sakura phải lao đến đấm ổng một cú cô đã thông não cho ông ta hiểu việc ông ta dù là vì con gái thì vẫn là sai ông ta sau khi được thông não thì đã hiểu ông ta đã nhờ sakura chăm sóc con gái giúp ông ông ta sau đó cầm dao lên và lao về phía dây ông ta cố thể hiện bản thân là ác quỷ và để cho anh hùng như dây phán xét ông ta thú nhận tội ác của mình với con gái để con gái không oán hận dây khi cậu thiêu chết ông sakura đã cố cản dây nhưng rồi cậu vẫn ra tay Trước khi ra đi thì ông ta đã xin lỗi con gái rồi hóa thành cho. Thế nhưng cô bé vẫn căm hận dây vì cô bé cho rằng dù cha cô có phạm tội thì vẫn là con người. Cô bé đã khiến những mảnh giấy bay về phía dây nhưng chúng quá yếu để khiến cậu bị thương. Dây đã hứng chịu cơn căm hận đó và bảo cô bé dáng mà mạnh lên rồi tìm cậu mà trả thù. Cô bé sau đó đã ngất đi và dây sẽ gọi y khoa đến chăm sóc cô bé sau. Sakura biết dây cố tình để cô bé ghét cậu mà có mục tiêu để sống. Tuy cách này không hay ho gì nhưng cô phải thừa nhận đó là một hành động anh hùng. Nhưng cậu vẫn chỉ xem bản thân là ác quỷ. Còn trong lúc đó, tên trợ lý của ông nghị sĩ ban nãy đã chạy thoát thì bị Toki tìm được. Hắn đã gọi cho kẻ chủ mưu để cầu cứu thì đột nhiên tên này đã bị điều khiển mà rút súng tự bắn vào đầu. Toki lấy điện thoại và biết kẻ bên đầu dây kia là ai, người đó là code breaker số 01 tên Hitomi. Những cơ sở nghiên cứu năng lực khác nghe tin ông nghị sĩ kia đã bị lộ nên quyết định phải giữ kín chuyện hơn. Cô con gái của ông nghị sĩ sau đó cũng đã được đưa đi, và hôm sau, TV đã đưa tin về việc nhà của ông nghị sĩ đã bị thiêu rụi. Thủ tướng đã che đậy việc xảy ra bằng lý do là nghị sĩ hút thuốc trên giường nên mới xảy ra tai nạn như vậy. Toki sau đó cũng được thủ tướng gọi đến gặp mặt. Ông ta thực ra là cha của Toki, ông ta muốn cố để thân thiện với con trai nhưng Toki vẫn chẳng chịu mở lòng một chút nào. Ông biết cậu vẫn còn giận ông về vụ của chị gái. Cậu ta đứng dậy cho rằng bản thân làm cốt breaker và trở thành chó săn cho ông ta là vì muốn ông ta để yên cho chị em cậu. Toki sau đó đã bỏ về, còn Sakura đọc trên báo thì đã thấy cách cái chết của ông nghị sĩ bị che đậy ra sao. Đột nhiên một cô gái lái mô tô đến và yêu cầu Sakura tránh một lúc để cô nói chuyện riêng với Jay. Jay hỏi lý do cô đến tìm thì cô cho Jay biết là tổ chức không thích cách cậu đặt Sakura vào nguy hiểm khi đưa cô đến hiện trường. Cô cho biết Jay đã được bổ nhiệm làm vệ sĩ cho Sakura, cô muốn cậu đừng có hỏi gì mà hãy cứ làm nhiệm vụ của mình. Cô biết cậu không ưa tổ chức vì cô cũng vậy. Cô sẽ thay cậu điều tra về tổ chức, về lý do thật sự mà họ lại bổ nhiệm một cốt breaker như cậu làm vệ sĩ cho Sakura cô sau đó cũng dặn cậu nghỉ ngơi một thời gian chứ đừng tham công tiếc việc để rồi rơi vào tình trạng mất năng lượng sakura sau đó đã có thể ra với dây và thấy việc dây cũng có kha khá bạn bè nhưng cậu không xem họ là bạn lúc đến trường sakura muốn cậu cũng nên kết thêm bạn thì cậu cho rằng càng có nhiều bạn thì bí mật của cậu chỉ càng dễ bị lộ và mục tiêu của cậu không phải là có nhiều bạn những breaker khác cũng không phải bạn cậu mà họ chỉ đơn giản như là đồng nghiệp lúc vào lớp đột nhiên cả lớp đang cùng nhau làm gì đó thì lại giấu đi giữa giờ kiểm tra Alba đã đưa Sakura một mẩu giấy. Cô lập tức nhìn về phía dây, còn dây thì nhận ra cả lớp chắc chắn đang có ý gì đó với cậu. Trong lúc đó, anh trai tóc trắng kia lúc này đang đọc sách hai tên ngay giữa hành lang nên cô giáo đã phản nàn với anh ta. Nhưng anh ta cho rằng bản thân đang cảm thụ nghệ thuật. Chiều hôm đó, dây muốn vào lớp lấy cặp thì bị Sakura cản lại. Cậu thấy trong đó đang làm gì đó liên quan đến cậu nên đã xông vào thì thấy họ đang làm tiệc chào mừng cậu đến với lớp. Vì họ thấy cậu dù hay tươi cười nhưng chỉ toàn nói chuyện với Sakura nên họ nghĩ cậu cảm thấy xa cách họ sau đó cho cậu những điều mà họ muốn chia sẻ với cậu. Lúc lên tầng thượng, Ray đã đọc hết và rồi đốt đi, cậu cho rằng bản thân muốn đốt vì cậu ghét đồ vật ở điểm là nếu con người có biến mất thì đồ vật vẫn còn lại đó. Cậu đã ghi nhớ hết mọi thứ trong đó vì cảm thấy bản thân sẽ gặp rắc rối nếu quên đi chúng. Và cậu cũng quyết định bây giờ thì cậu chưa cần bạn bè gì hết. Trong lúc đó, Toki đột nhiên gặp sự cố gì đó, thủ tướng thì biết về việc đặc vụ của họ đã mất tích hơn 40 người. Và 40 người đó đã bị kẻ giúp đỡ Hitomi đóng băng và để ở nơi trú ẩn của Hitomi hắn có dự định riêng với những người này cả lớp lúc này đành để việc còn lại cho sakura họ hy vọng việc này sẽ giúp sakura và dây tiến triển hơn đám con trai cũng cay phết khi thần tượng sakura đã có người thương lúc xuống khỏi sân thượng dây vô tình phát hiện những đặc vụ đang tấn công vào trường cậu chạy xuống xem thì nhận ra họ đều đã bị hitomi điều khiển dây đã dùng năng lực và cho sakura biết họ đều chỉ là những cái xác bị điều khiển từ xa dây ngay lúc này cũng đã xuất hiện triệu chứng như toki quả nhiên đây là trạng thái mất năng lượng dây vẫn cố dùng năng lực để giải quyết bớt nhưng càng dùng cậu càng yếu hơn đúng lúc này thì một cô gái cầm súng lao ra cô chính là cô giáo trong trường này và cô sẽ giải thích sau họ sớm bị dồn vào góc và dây nhận thấy chúng đang tính nhắm vào lớp của cậu nên cậu đã phải chạy đi và phong tỏa lối đi bằng lửa rồi đe dọa sẽ thiêu kẻ nào bước qua chúng đều được hitomi điều khiển nên chẳng có gì phải sợ dây đã phải ra sức dùng lửa để diệt bớt nhưng càng dùng thì mắt cậu càng mờ đến mức đứng cũng khó khăn nhưng đúng lúc này thì thanh niên tóc đỏ tìm đến để hỗ trợ dây Cậu ta tên là Yuki và anh trai tóc trắng trong trường này cũng là một cốt breaker tên là Heike đã ra tay để hỗ trợ. Heike chỉ tung ra những sợi dây ánh sáng là đã đủ để cắt đứt mấy cái xác này. Về sau đó gục xuống và Sakura thấy cậu giống như đứa trẻ ra đi trên tay cô, Heike cho biết dây đã mất. Đây là định mệnh không thể tránh khỏi của một cốt breaker. Toki lúc này cũng đã mất ở một con hẻm nào đó. Nhưng sau khi đưa dây vào trong nghỉ ngơi thì cô giáo cho biết dây chỉ là bị cạn năng lượng và nghỉ ngơi một ngày là hồi phục. Nó cũng đại loại là giống như lúc đói. Sakura không ngờ Heike lại là một Cốt Breaker còn cô giáo lại là đồng nghiệp của họ. Nhưng cô giáo là người hỗ trợ họ chứ không hẳn là ngang bằng về chức vụ. Cô thắc mắc về thanh niên Yuki thì Heike cho biết Yuki có năng lực điều khiển âm thanh và là Cốt Breaker số 3. Con số cũng quyết định giá trị sức mạnh của mỗi Cốt Breaker. Nên nếu xét ra thì số 6 của dây là số thấp nhất. Toki là số 4 còn của Heike là số 2. Anh ta vừa là Cốt Breaker và cũng vừa là người đánh giá. Sakura thấy chỉ còn số 1 và số 5. Số 5 thì Sakura đã gặp rồi chính là chị gái đi mô tô hồi sáng. Còn số 1 thì họ lại không nhắc đến mà lảng tránh. Họ sau đó dự định đưa dây đến chỗ khác nghỉ ngơi. Thế là Sakura gợi ý là đưa đến nhà cô lúc về nhà. Ta mới biết được nhà Sakura thật ra không giống như bề ngoài, cô là con gái của người đứng đầu tổ chức Yakuza gia gia mạnh nhất, bố mẹ đã chạy ra đón Sakura. Quả nhiên không thể nhìn mặt mà bắt hình dong, ai mà dám tin hai con người nhìn có vẻ hiền và trông khá vui nhộn này lại cầm đầu một băng Yakuza gia gia cơ chứ? mẹ nghe việc dây đã vì cô mà chiến đấu thì đã quyết định để cậu ở lại đây đến khi bình phục mẹ cô sau đó cũng dẫn cô đến gặp một người cũng nhận là bạn của cô tình cơ thay thì đó là Toki cậu ta cũng đang ở trạng thái mất năng lượng và vì trạng thái mỗi người mỗi khác nên với Toki thì cậu ta sẽ bị teo nhỏ lại mẹ sau đó đã gọi Sakura và bạn bè xuống ăn tối cô giáo đã ở lại để chăm sóc dây nên những người còn lại đã xuống ăn cùng đại gia đình của Sakura Sakura đã hỏi lý do hay ke chọn làm cốt breaker thì anh ta cũng chẳng nhớ nữa Toki sau đó nhìn mặt có vẻ như đang say dù cậu ta đang uống nước trái cây. Thế là Heike đã trừ điểm và phạt cậu ta. Còn Yuki thì đã cảm ơn Sakura vì bảo vệ cho Ray. Nhưng cô xem bản thân cũng có ân nghĩa với dây. Nhìn cô thì Yuki đã thấy cô rất giống với nhân vật hoạt hình mà cậu ta thích. Thế là đêm đó, Yuki đã quyết tâm phải bảo vệ Sakura. Heike cũng đã gặp riêng Toki để bàn vài thứ. Anh ta đã quan sát mọi thứ hôm nay và thấy Hitomi rõ ràng đã chia người ra hai cánh. Một cánh để xử lý dây còn một cánh là nhắm vào Sakura. Anh ta không lạ nếu Sakura bị Hitomi để mắt đến. Nhưng tại sao Hitomi lại nhắm đến cả hai cùng lúc? Liệu Hitomi đang vừa nhắm đến Sakura vừa nhắm đến việc để dây hết năng lượng hay là còn mục tiêu sâu xa nào khác nữa? Gây sáng hôm sau đã tỉnh lại và biết là bản thân đang ở nhà Sakura. Cậu thấy quả nhiên đối thủ của họ là cựu Breaker số 01. Hitomi, số 5 lúc này cũng bị tổ chức gọi đến và yêu cầu cô đến nhà Sakura luôn. Vì Toki cũng đang hết năng lượng nên sẽ không làm ăn được gì. Cô không biết mục đích của tổ chức là gì khi tập trung quá nhiều cốt breaker về một chỗ. Chiều hôm đó, Ray đã ngồi nhìn thanh katana thì bố Sakura quyết định sẽ cho cậu mượn nếu cần. Ông biết cậu cũng là dạng người đã nhìn thấy quá nhiều người chết. Nên ông cảnh cáo cậu là nếu con gái ông gặp chuyện thì cậu sẽ phải trả giá. Đột nhiên một tia sét đánh xuống, Hitomi đã mò đến đây để bắt Sakura. Ray muốn ra đánh thì Yuki đã ra mặt trước để chiến. Nhưng năng lực của Yuki không thể nào đánh trúng được Hitomi. Còn Hitomi chỉ cần một chiêu nhẹ nhẹ là Yuki đã bay thẳng vào tường, Dây đã cầm kiếm đến đánh thì cũng bị thổi bay. Cô giáo đã nổ súng để ép Hitomi thả người nhưng hắn biết cô không dám ra tay nên cho cô gục luôn. Dây cầm kiếm lao đến lần nữa nhưng chính Hitomi là người đã dạy kiếm thuật cho cậu nên cậu có mơ cùng không thắng được hắn ta. Nhưng đúng lúc này thì Heike và những người khác đã tìm đến để ngăn chặn Hitomi và số 5 thì cũng đã đỡ lấy được Sakura. Toki cũng đã hồi phục lại. Toki muốn dây lui lại vì cậu vẫn chưa dùng được năng lượng. Nhưng cậu muốn biết lý do Hitomi thay đổi thì hắn muốn trả thù tổ chức. Dù trước đây hắn là kẻ rất ghét việc trả thù, Jay đã cầm kiếm lao đến đánh thì Hitomi cho rằng cậu chỉ đang là con rối của tổ chức. Những người khác sau đó đều đã đồng loạt lao lên nhưng Hitomi thậm chí còn chẳng cần bỏ tay khỏi túi. Jay đã dùng lại được lửa và lao lên cùng Toki thì vẫn bị thổi bay. Nhưng tất cả vẫn chưa bỏ cuộc. Hayke muốn Hitomi bỏ cuộc nhưng hắn sẽ cho họ thấy lý do hắn là cốt breaker số 1. Hắn đã ném ra một quả cầu xét cực lớn thì Sakura đã lao ra chặn lấy. Và sau cùng cô hoàn toàn miễn nhiễm với đòn tấn công của cốt breaker. Hitomi đã thấy được một thứ thú vị nên quyết định hôm nay sẽ bỏ cuộc vì hắn đã đạt được điều hắn muốn khi ép tất cả tập trung về tại đây. Heike nhận được tin thủ tướng đã bị bắt mất thì biết Heike biết Hitomi đang có âm mưu gì, nghe tin thủ tướng bị bắt thì ai cũng tức tối. Nhưng Toki cho rằng họ cứ để ông ta chết cũng được. Số năm bất bình vì dù gì ông ta cũng là cha cậu ta, nhưng cậu ta vẫn mặc kệ mà rời đi. Heike biết Toki có lý do riêng nhưng kiểu gì cậu ta cũng sẽ trở lại. Quan trọng bây giờ là họ cần phải làm gì. Vì Heike gần như chẳng thể biết Hitomi đang nghĩ gì, Đột nhiên một con mèo xuất hiện và được biết đây là Yuki trong lúc hết năng lượng. Rei đã trách Sakura vì cô ban nãy lại liều lĩnh đứng ra chặn đòn, nhưng cô vẫn khỏe và không muốn thấy ai phải chết nữa. Nhóm Breaker sau đó đã cho Sakura biết rằng Hitomi có khả năng điều khiển điện và từng là một Breaker vào 3 năm trước, nhưng Hitomi đột nhiên biến mất và giờ tự nhiên xuất hiện để trả thù. Nếu thật sự Hitomi có thù với thủ tướng thì tại sao hắn không giết ông ta luôn mà lại phải bắt đi? Họ chẳng có tí gì thông tin về âm mưu của Hitomi. Ai nấy đều tức giận vì Hitomi đã tha hóa vì hắn trước đây là thủ lĩnh của họ và là người mà họ cực kỳ kính trọng, nhưng Ray không quan tâm mà quyết sẽ thiêu cháy bất kỳ ai thành quỷ, Toki lúc này đã đi gặp lại chị gái, cậu không hiểu sao ký ức của chị lại trở về nhưng nó chỉ trở về trong phút chốc rồi lại mất nên cậu ta đã có thể yên tâm. Trong lúc đó, Ray đã nghe được vài thứ mà bố mẹ của Sakura nói với nhau. Họ sau đó đã đi gặp bác sĩ, còn Ray thì lén vào trong xem ảnh của Sakura lúc nhỏ. Cô tìm đến và thấy cậu đang xem ảnh của cô, cậu thấy cô lúc xưa có khuôn mặt trông rõ là chán và bức nào cũng đan tay với bố mẹ, cô cho biết đây là truyền thống gia đình. Cậu cũng thắc mắc sao không có bức nào của cô hồi nhỏ thì cô cho biết cô là con nuôi. Cậu sau đó được bố của Sakura gọi vào nói chuyện. Cả hai cô chú cho biết Sakura quả thật là con nuôi của họ. Nhiều năm trước, họ thấy Sakura bị bỏ lại trước cửa nhà với toàn thân đầy máu. Họ nghĩ là cô đã phải chịu những điều rất khủng khiếp nên cô mới sinh ra sự nhạy cảm với cái chết. Họ đã rất lo việc Sakura sẽ chịu thêm bi kịch nên đã hy vọng cô được sống yên ổn. Nhưng xem ra lời cầu nguyện của họ đã không được hồi đáp. Chú không biết năng lực của họ là gì nhưng chỉ có thể hy vọng họ sẽ bảo vệ Sakura giúp chú. Còn số 5 và Yuki lúc này đã tâm sự về Hitomi. Năm xưa, số 5 là người duy nhất sống sót sau tai nạn của gia đình khiến cô rất dằn vặt. Nhưng Hitomi đã bảo nếu cô có thời gian dằn vặt thì nên dùng nó để ngủ một giấc. Vì hắn trước đây bận đến mức không có thời gian nghỉ. Nên cô đã thấy bản thân thật ngốc khi cứ để bị ám ảnh bởi quá khứ của mình. Còn Sakura sáng hôm sau thức dậy thì thấy bản thân thật ngốc khi nghĩ rằng đưa nhóm dây đến đây thì sẽ an toàn để rồi khiến nhiều người phải chịu hậu quả như này. Dây cho rằng việc này xảy ra là do cậu cố chấp chiến đấu dù sắp hết năng lượng nên cậu mới là người có lỗi. Mọi người cũng bảo cô đừng có tự trách mình vì với họ thì mấy vết thương này chẳng có gì to tát, ngược lại họ cũng thấy có lỗi khi không bảo vệ được tiểu thư một cách tốt nhất. Cô cũng quyết định vui lên để mọi người không còn muộn phiền nữa. Cô và một ông chú sau đó đã cùng vật nhau khiến Yuki thấy giống với lúc họ từng quây quần bên Hitomi lúc xưa. Số năm vẫn tin là Hitomi sẽ trở lại vì cô cho rằng Hitomi hẳn là phải có lý do gì đó. Toki cũng đã trở về. Ngoài mặt thì bảo không quan tâm nhưng mùm thì lại nói là sẽ đấm Hitomi một cú và kéo Hitomi trở về. Cả nhóm Breaker sau đó đã chia ra để đi tìm thông tin về Hitomi. Jay đã trở lại văn phòng Zaku ra ngày trước nhưng nơi này đã bị dọn sạch sẽ. Sakura đã hỏi Jay lý do Hitomi lại bắt thủ tướng. Vì cô nghĩ cậu đã biết hắn từ lâu thì có thể sẽ đoán được lý do, nhưng Jay cứ thế quay đi. Trong lúc đó, cô giáo đã đến phòng giáo vụ và ta biết những giáo viên ở đây đều là người của tổ chức. Họ muốn loại cô giáo khỏi vụ lần này vì cô có vẻ không nỡ ra tay với Hitomi vì cô trước đây là người hỗ trợ của hắn nhưng cô giáo cho rằng bản thân giờ đây là người hỗ trợ của dây nên nếu bắt buộc thì cô sẵn sàng xuống tay với hitomi tối đó số năm đã gặp lại hay ke trên cầu họ vẫn chưa có thông tin gì về hitomi nhưng số năm giờ mới thấy lạ vì hay ke lần này có vẻ làm ăn cầu thả hơn trông thấy việc tất cả tập hợp về một nơi mà hay ke lại không hề có chút hoài nghi gì hay ke thừa nhận cô quả thật rất thông minh và cho biết đây chính là nơi mà hitomi sẽ bắt đầu cây cầu bắt đầu bị tấn công và số năm đã phải dùng năng lực điều khiển bóng để cứu người để rồi cái bóng không thể bảo vệ cho cô nên Hayke đã nhân cơ hội này mà tấn công. Yuki ở gần đó đã chứng kiến được tất cả. Sakura lúc này đi tìm Jay thì gặp được Hayke, anh ta đã đưa cô đi theo và lừa là Jay đang tìm cô. Anh ta sau đó dẫn cô đến hang ổ của Hitomi. Thủ tướng bị bắt và Hitomi đã ở đây chờ cô. Hayke giờ mới lộ bộ mặt thật ra là anh ta đã phản bội lại tổ chức mà quyết định đầu quân cho Hitomi và điều kiện gia nhập là phải đưa được cô đến đây. Jay lúc này đã được nghe về những vụ đánh bom đã xảy ra cậu càng quyết tâm phải ngăn hitomi lại trước khi hắn hại thêm người vô tội còn sakura lúc này đang ở với heike hitomi đi vào và cho biết từ lâu họ đã chú tâm vào việc bảo vệ sakura ban đầu là heike và gần đây nhất là rei ông thủ tướng đây biết toàn bộ sự thật rằng việc bảo vệ cô là để ngăn cản kế hoạch của bản thân hitomi lý do hitomi bắt cô về đây là vì cô chính là trở ngại đáng lo nhất đến kế hoạch của hắn nên hắn cần chắc chắn là cô sẽ không lông nhông bên ngoài và ngăn cản kế hoạch của hắn Sakura đã chất vấn về lý do Hitomi gây ra các vụ nổ kia thì hắn tin chắc cô sẽ không tin nếu hắn nói việc hắn đang làm là để bảo vệ các cốt breaker cô giáo lúc này cũng biết Hitomi hẳn phải có lý do gì đó vì thâm tâm Hitomi rất tốt đột nhiên cô nhận được một mật báo cho biết vị trí ẩn náu của Hitomi và cấp trên cũng đã nhận được thông tin này Hitomi biết Heike đã đánh hơi được kế hoạch của hắn Hitomi nói thẳng là bản thân vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng Heike nên cũng khá bất ngờ khi Heike lại tìm được nơi này Heike thú thật là bản thân rất muốn giúp Hitomi nên đã xử lý số 5 giúp hắn ta và đồng thời hiểu rõ nỗi cam phận của hắn ra sao. Sakura đã trách Heike thì anh ta cho rằng cô sẽ không bao giờ hiểu được cảm giác của những Breaker như họ. Hitomi sau đó đành chấp nhận để Heike giúp sức. Nhận thấy người hỗ trợ cũ đã tìm đến thì Hitomi biết dây cũng sẽ sớm tới đây nên việc chạm trán nhau sẽ là khó để tránh khỏi. Cô giáo sau đó đã liều mình tiến vào đơn độc và chạm mặt Heike. Còn dây lúc này nghe tin Sakura đã mất tích thì gặp lại Yuki. Cậu ta cho biết Hayke đã phản bội nên dây đã sớm theo chỉ dẫn mà đến hang ổ của Hitomi. cả hai chạm mặt Hayke ở đây. Yuki biết Hayke đã phản bội nên lao lên tấn công thì bị Hayke quất bay ra ngoài. Dây lao lên tung hỏa quyền vào Hayke thì bị anh ta né hết và tóm lại. Yuki đã bảo dây tránh ra rồi tung chiêu vào. Yuki quyết định sẽ ở lại đây cho dây lên trên kia. Dây đã lên trên và chạm mặt với cô giáo và Hitomi. Cô giáo đã bị Hitomi thao túng mà chĩa súng vào dây. Sakura muốn cậu phải cứu được cô giáo. Cậu đã bảo cô cứ bắn và cậu sẽ chặn được hết đạn nhưng Hitomi cho biết viên cuối cùng thì hắn sẽ khiến cô tự chĩa vào đầu mà nổ súng. Thế là Jay không còn cách nào ngoài dùng năng lực lao lên. Sakura biết chuyện gì sắp xảy ra nên đã cố vùng vẫy, con chó đã chạy đến và giúp cô lao đến cứu cô giáo thoát khỏi khả năng thao túng của Hitomi. Jay thấy Sakura quả là đã giúp cậu pha này. Hitomi đã phải khen ngợi Sakura, hắn đang giữ con chó nhưng đã trả cho Sakura chứ không hèn đến mức dùng nó làm con tin. Hitomi đã cho họ xem bức tường chứa đầy đồng hồ ngừng chạy. Đây là cách hắn tưởng nhớ đến những breaker đã ngã xuống khi làm nhiệm vụ vì họ không thể làm mộ cho những người bị xem như là không tồn tại hitomi làm tất cả là để trả thù cho những người đồng đội này những người đã phải chết về mệnh lệnh của tên thủ tướng nên hắn sẽ bắt thủ tướng trả giá hitomi sau đó lại cho nổ thêm một nơi nữa hitomi quyết định sẽ gây ra một vụ thảm sát cực lớn và thủ tướng sẽ là một phần trong đó như là kết màn hắn muốn cho con người thấy được sự tuyệt vọng cùng cực và chỉ khi đó thì họ mới cần đến những breaker hitomi muốn chứng minh sự tồn tại của breaker đến thế giới rằng thế giới cần những người loại bỏ quỷ giữ bằng mọi cách cần thiết nhưng dây đã bất bình với Hitomi vì dù có nói Breaker là những người hùng thì bản chất của họ vẫn là những kẻ giết người. Hitomi không hiểu sao cậu vẫn chưa chịu hiểu thì cậu cho rằng người không hiểu là Hitomi rằng việc giết người vô tội và hỗn loạn chỉ càng khiến Hitomi trái ngược với con người trước đây nhiều hơn. Hitomi quyết định không thèm thuyết giảng cho dây nữa mà sẽ tiếp tục với mục tiêu của bản thân. Hai bên bắt đầu lao vào giao chiến nhưng tên dùng băng tên là Kihina đã ra mặt để cản cả hai lại. Kihina muốn Hitomi tiếp tục với kế hoạch. Lửa của dây không thể làm tan băng nên Kihina đã nhắm vào Sakura. Nhưng Toki đã ném mấy mảnh bên tông cốt thép đến để che chắn cho Sakura. Kihina sau đó quay đi và tạo bão tuyết để họ không thể bám theo. Hắn cho biết nơi này đã bị cài bom nên ráng mà đi cho lẹ nếu còn muốn sống. Sakura đã bám theo và vụ nổ đã khiến dây và Toki bị tách khỏi cô. Hai Ki cũng quyết định gác lại trận đấu mà rời đi trước. Sakura sau đó đã đi chung với nhóm Hitomi. Cô quyết phải ngăn Hitomi sát hại thêm người vô tội. Năm xưa. Lúc Hitomi mới được nhận vào tổ chức thì anh cũng là số 6 như dây lúc này. Hitomi đã làm việc siêng năng và sớm được tổ chức thăng cấp. Và trong một lần làm nhiệm vụ thì Hitomi đã cứu được cô giáo của bấy giờ. Hitomi chia sẻ với Heike rằng anh muốn tạo ra một thế giới mà lũ trẻ có thể mãi tươi cười, một thế giới không có đau khổ. Nhưng rồi vào 4 năm sau khi Hitomi vào tổ chức, anh lần đầu chứng kiến cái chết của một người đồng đội. Nhưng anh vẫn giữ lý tưởng đó để làm mục tiêu cho bản thân. 6 năm sau đó, Hitomi đã trở thành số 3. Anh phải nhận nhiệm vụ cùng các breaker khác triệt hạ một tổ chức khủng bố. Nhưng điều họ không ngờ là tên trùng của đám này lại có khả năng đặc biệt. Hitomi chỉ mang được một người ra khỏi đám cháy, còn những người còn lại thì đều đã bị tên trùng đó làm gòi hết. Hitomi vừa mang theo đồng đội vừa chiến đấu và chỉ thổi bay được tên đó ra khỏi tòa nhà. Lúc trở về, Hitomi đã rất suy sụp. Dù họ đã thành công triệt hạ và khiến băng khủng bố đó giải tán, nhưng sự hy sinh đánh đổi lại là quá nhiều. Tổ chức giờ chỉ còn mỗi Hitomi và Heike nên Hayke nghĩ là phải sớm tuyển thêm người. Hitomi từ lúc đó mới chính thức trở thành số 1 và rồi bốn nhân vật của hiện tại đã được tuyển vào. Hitomi thể là sẽ không để Breaker nào phải chết nữa. Hitomi đã hỗ trợ hết mình cho các đàn em, từ giúp đỡ họ trong nhiệm vụ, dạy dỗ họ, bảo vệ họ. Theo lời Hitomi nhận định thì Ray là một trong những người có khả năng bậc nhất trong lịch sử của tổ chức. Chỉ có điều là Ray quá chìm đắm vào việc tiêu diệt kẻ xấu trong một nhiệm vụ. Ray đã chỉ lo đuổi theo kẻ xấu buộc Toki phải đến hỗ trợ. Hitomi nhắc cho Ray nhớ nhiệm vụ của họ lần này là cứu người chứ không phải mỗi giết kẻ xấu. Hitomi biết dây trở thành breaker là để diệt kẻ xấu nhưng với Hitomi là để giúp người. Hitomi cho rằng ngoài xử lý kẻ xấu thì breaker cũng là những người bảo vệ. Rằng năng lực của họ được ban tặng là để giúp đỡ những người yếu thế, Hitomi sẵn sàng hy sinh để cứu người. Và chừng nào anh còn sống thì anh sẽ không để dây chết trước anh. Hitomi sau đó thiếp đi vì hết năng lượng, không lâu sau. Heike thông báo là tên trùng khủng bố lần trước đã trở lại. Toàn bộ 6 breaker đã được điều động đi và họ sớm xử lý hết đồng bọn mới của tên đó rồi chạm mặt hắn cùng nhau hắn muốn họ gia nhập với hắn để tự do. Nhưng Toki thích làm cho chính phủ để hưởng mọi trợ cấp và Hitomi cho rằng nếu họ cũng suy đổi như hắn thì sẽ bị breaker khác đến làm thịt. Hitomi sau đó đã lao lên và chạm vào hắn rồi để cơ thể hắn tự thiêu đốt chính mình mà ra về. Hitomi lúc đó đã rất tự hào về đội của mình. Vì anh tin với đội hình mạnh nhất này thì anh sẽ không bao giờ phải thấy đồng đội ra đi nữa. Cho đến một hôm, Hitomi được hay cho biết là Breaker khi dùng năng lực đến một thời điểm nhất định thì sẽ không còn bị hết năng lượng nữa mà năng lực sẽ trở nên mất kiểm soát rồi tử vong. Tổ chức đã luôn biết điều này nhưng lại giấu họ. Hitomi đã thất vọng khi biết sự thật này nên đã hẹn gặp Jay. Cậu đưa anh tài liệu cho nhiệm vụ kế tiếp. Anh muốn cùng Ray bỏ trốn nhưng rồi lại bỏ suy nghĩ đó. Vì anh biết đàn em của mình không thể thoát khỏi tổ chức và nếu giờ nói ra sự thật thì họ sẽ bị loại bỏ. Hitomi sau đó đã quyết định sẽ làm gì đó vì những đàn em của mình. Hitomi dự định sẽ thương lượng với thủ tướng. Và chỉ sang ngày hôm sau, Ray nhận tin Hitomi đã phản bội mà bỏ trốn. Hitomi trước đó đã cố ám sát thủ tướng nhưng bất thành. Thế là Hitomi bị tước danh hiệu Breaker và trở thành tội phạm. Sakura đã nghe hết toàn bộ những không biết tại sao Hitomi lại tấn công thủ tướng trong khi ban đầu chỉ có ý định thương lượng. Sáng hôm đó, Hitomi đã phát sóng cảnh anh ta sẽ xử tử thủ tướng sau một tiếng nữa và 50.000 người sẽ đi theo nhờ và đống bom anh ta đặt quanh thành phố. Jay nhận ra địa điểm được phát trên kia là ở đâu nên đã nhanh chóng lên đường. Các vụ nổ sau đó liên tục xảy ra trên khắp cả nước. Yuki đã dùng năng lực và hét lên một tiếng để tìm ra vị trí của bom và sốc khi nó quá nhiều dù họ có xác định được vị trí thì cũng chẳng thể nào gỡ được hết hơn 1.000 quả bom chỉ trong một giờ. Trong lúc đó, băng Yakuza ở nhà Sakura đã xác định được vị trí của cô là ở tòa tháp kia. Họ đột nhiên nhận được thông tin về vị trí của những quả bom nên ngay lập tức liên lạc với toàn bộ băng trên khắp cả nước. Nhóm Breaker cũng biết tin là thị trường đang ở đâu nên đã cấp tốc lên đường. Yuki đã quyết định để cô giáo và Toki đi cùng nhau còn cậu ta sẽ ở lại giúp người dân gỡ càng nhiều bom càng tốt. Dây lúc này đã đến cột tháp kia và gặp lại Hitomi ở đây. Hitomi không biết sao cậu tìm được nơi này thì đơn giản là vì cậu đã tìm ở mọi nơi cả hai từng đến cùng nhau và đây là nơi Hitomi hy vọng được đến nhất khi nó hoàn thành. Jay vẫn cố thông não cho Hitomi rằng chuyện anh ta làm là sai, nhưng Hitomi mặc kệ buộc cậu phải rút kiếm ra mà lao đến. Hitomi đã tạo ra một trường lực điện để phòng thủ và đẩy dây ra. Hitomi nhận thấy cậu đã dùng thanh kiếm để hấp thụ điện rồi truyền nó xuống mặt đất. Nhưng ngần đó là chưa đủ để vô hiệu được năng lực này. Vì khi Hitomi tấn công từ nhiều phía thì dây sẽ không thể đoán được hướng mà chặn xét, Sakura đã bảo chú cún cắn đứt dây. Nó cắn đứt dây của nó và rơi xuống rồi không leo lên lại được để giúp Sakura nên bị điện của Hitomi thổi bay khỏi thang máy. Sakura đành quay lại để tự cắn dây, còn Hitomi cho biết dây không làm gì thì cậu sẽ sớm hết năng lượng và bị nướng chín. Thấy dây không chịu đầu hàng nên Hitomi đã gia tăng điện lên và khiến Sakura thoát được khỏi dây chói. Dây đã hỏi lý do Hitomi ám sát thủ tướng thì anh ta cho biết ngày đó anh đã đến gặp thủ tướng để đàm phán nhưng ông ta không chịu. Thế là anh bị quân lính của ông ta bao vây và bị gán tội mà phải bỏ trốn anh ta đã có ý định đàm phán để cho các breaker được trở thành một phần của xã hội nhưng điều đó đồng nghĩa là sự thật về breaker sẽ được phơi bày tổ chức e ngại điều đó nên đã săn đuổi hitomi quả thật phương pháp anh ta đang làm lúc này là tàn nhẫn nhưng nó là cách duy nhất việc anh ta làm không chỉ là cho các breaker mà còn là cho những đứa trẻ sở hữu năng lực đang bị giam giữ cách ly với thế giới chúng sẽ là những quân cờ mà tổ chức sẽ đào tạo rồi đưa vào hàng ngũ breaker khi thế hệ trước hết giá trị sakura thừa nhận cô sẽ không thể hiểu được cảm giác của những breaker nhưng cô cho rằng những con người ngoài kia đã từng là mục tiêu mà Hitomi muốn bảo vệ, nhưng giờ Hitomi đã khác. Anh ta cho rằng họ không xứng đáng với sự bảo vệ của anh ta. Yuki lúc này vẫn phải đi phá từng quả bom, còn Toki và cô giáo thì đã vào trong tháp và hướng đến phòng điều khiển, nhưng cả hai lại chạm mặt Hayke. Toki nhận thấy việc Hayke phản bội là thật, cậu ta sau đó đã quyết định cho Hayke một trận và giành lấy vị trí số 2 từ anh ta. Cả hai đã lao vào giao chiến nhưng Hayke lúc này đã tung ra tuyệt kỹ là phân thân ánh sáng mỗi bản sao đều có sức mạnh ngang ngửa với bản gốc và tốc độ thì cực nhanh toki đành phải chạy để tìm cách nhưng mỗi bản sao đến bám theo rất dai dẳng còn sakura chưa hiểu ý của hitomi là gì khi nói con người không xứng đáng được bảo vệ hitomi chỉ cho rằng con người là lũ ngốc còn các thành viên trong đại gia đình của nhà sakura lúc này đã tìm được một quả bom và quyết định bắt tay cùng cảnh sát để sơ tán người dân cứ thế cảnh sát khắp cả nước đã liên thủ cùng yakuza để hành động nhưng đội phá bom thì không thể đi hết được nên thời gian càng gấp hơn toki lúc này bị hay ke chọc tức anh ta hỏi lý do Toki chọn cứu người mà cậu ta ghét nhất. Liệu có phải vì cậu ta là chó săn của thủ tướng hay không? Nhưng Toki cho rằng chuyện này không liên quan đến Heike. Heike thật ở một góc khác đã quyết định cho toàn bộ bản sao tung chiêu một lượt thì đột nhiên bị chú cún nhảy vào mặt. Thế là Toki có cơ hội phản công. Còn Kihina lúc này đã chạm mặt số 5 mà bằng cách nào đó vẫn đang còn sống. Toki sau đó đã đến được chỗ thủ tướng. Ông ta muốn Toki cởi trói nhưng cậu ta tự hỏi sẽ ra sao nếu cậu ta bỏ ổng lại đây. Số 5 thì vẫn đang chiến đấu và quyết tâm sẽ cứu cả lũ trẻ ở đây lẫn Hitomi. Còn Hitomi thì đã cho dây biết là không có cách nào để ngăn cản những vụ nổ. Vì chúng đã được cài đặt là sẽ nổ khi hết thời gian, Hitomi đã giật điện vào đầu dây và ném cậu ra một góc. Cậu cho rằng đây có phải là bản chất thật của Hitomi, một người từng là Breaker số 1, nhưng anh ta cho rằng cậu đến giờ vẫn chưa nhận ra điều gì, rằng tổ chức chỉ ra cho họ nhiệm vụ loại bỏ những kẻ gây trở ngại cho chính phủ. Băng ra cu cậu xử trước đó bị xử vì làm việc cho Hitomi, Tay nghị sĩ trước đó cũng bị loại bỏ chỉ vì truyền tin cho Hitomi. Tổ chức chim ưng kia bị cậu xử là để chính phủ dùng chúng làm gương cho những băng đảng khác noi theo mà ngừng chống đối lại chính phủ. Chính phủ dùng đến Breaker như họ là để không bị bẩn tay, vậy mà Jay vẫn tự hào việc bản thân là Breaker, là chó săn của chính phủ, anh ta vẫn cho Jay cơ hội đổi phe nhưng cậu cho rằng chẳng ai trong số họ là đúng cả. Tổ chức có thể có tội nhưng cả Hitomi và cậu cũng vậy, nên giờ cậu sẽ chọn đi theo phe bảo vệ những người vô tội, tức là chống lại Hitomi. Anh ta quyết định sẽ không nhân nhượng nữa lửa của dây lúc này đã bắt đầu yếu đi hitomi nhận thấy cậu lại hết năng lượng sakura buộc phải chạy đến bảo vệ cho dây bố của dây và đàn em lúc này đã đến một vị trí bị gài bom thì thấy hai đứa trẻ ở đây chúng đều có năng lực và nghe theo lệnh hitomi mà không cho ai tiếp cận bố sakura đã vứt vũ khí và xin chúng dừng lại sakura cũng muốn hitomi dừng lại nhưng rồi kết quả của hai bố con là như nhau hitomi đã tóm cổ sakura vì có thể cô kháng được năng lực nhưng biện pháp vật lý thì không dây giờ đây hoàn toàn bất lực trong việc cứu sakura Toki lúc này cũng chưa hề muốn thả thủ tướng ra. Và Hitomi biết thời điểm bom nổ đã sắp đến. Hitomi sẽ cho dây biết cảm giác bất lực khi không thể bảo vệ được người khác ra sao. Thế nhưng đến dây cuối cùng thì mọi thứ lại không phát nổ. Yuki đã phá chiếc xe điều khiển đóng bom tại nơi mà bố Sakura đang ở. Lũ trẻ mà Ki Hina tính đến đưa đi thì đã được số 5 câu giờ để chúng rời đi nơi khác. Mọi thứ đều là kế hoạch của Heike. Số 5 đã giả chết để đánh lừa Hitomi và nó đã có tác dụng. Yuki cũng đã đến đây nhưng Ki Hina đã bỏ trốn. Còn Hitomi quả nhiên đã không thừa khi cảnh giác với Heike. Lý do anh ta chọn tòa tháp này là vì đây là kế hoạch dự phòng của Hitomi. Chỉ cần anh ta dùng ngọn tháp này và phát sóng điện ra khắp đất nước thì có thể kích bom trên toàn quốc. Toki lúc này đang suy nghĩ về việc có nên giết thủ tướng hay không. Vì ông ta chết thì chị cậu sẽ không bị kiểm soát nữa. Toki định ném ông ta xuống nhưng rồi lại không thể ra tay. Ông ta dây trước còn sợ chết khiếp thì bây giờ lại cười nhạo Toki là kẻ hèn. Lý do cậu ta nghe theo thủ tướng là để ông ta không biến chị cậu thành breaker đời kế tiếp. Và lý do cậu ta không giết ông dù có cơ hội là vì cậu ta không muốn trở thành một kẻ lạm dụng quyền lực của mình để giết người. Hitomi lúc này đã phóng xét ra khắp cột tháp thì số 5 đã bọc cả tòa tháp trong cái bóng và lao thẳng lên đây nhờ Yuki, toàn bộ Breaker lại tập hợp. Nhưng Hitomi vẫn tỏ ra thắng thế, anh ta đánh vào số 5 để bóng biến mất. Tất cả đều muốn biết lý do Hitomi thay đổi. Đồng ý là anh ta bất bình với chính phủ nhưng điều đó không có nghĩa là anh ta có quyền hại người vô tội, nhưng anh ta cho rằng con người không hề vô tội lúc Breaker phải bán mạng chiến đấu thì con người lại sống một cuộc sống vô lo và bình yên mà không hề biết sự bình yên đó phải đánh đổi bằng mạng sống của biết bao Breaker. Cô giáo đã đứng ra cố thông não Hitomi nhưng vẫn vô dụng. Sakura cố đến cản Hitomi thì anh ta lại tóm cổ cô và yêu cầu cô tránh sang một bên hoặc chết. Nhưng dây giờ đã trở lại, cậu tháo đi chiếc nhẫn trên tay và giải phóng sức mạnh thật sự của mình. Hitomi cho rằng cậu vẫn chưa đủ trình để vượt qua anh ta. Thế là anh ta phóng điện vào dây nhưng cậu vẫn bình an. Hitomi đã ném cả một quả cầu điện lớn buộc số 5 phải kéo Sakura tránh khỏi đường bay, Toki và Yuki đã cố cản bớt giúp dây nhưng lửa của cậu dễ dàng nuốt chứng quả cầu điện đó. Sakura biết đây không phải dây mà cô biết, Hitomi quyết định không nhắm vào dây mà sẽ nhắm vào mục tiêu của bản thân, nhưng lửa của dây lại dập được điện của Hitomi và bay đến cắn vào anh ta. Cậu cho lửa thiêu đốt Hitomi và đến sau cùng thì cả hai đều gục ngã. Hitomi tỉnh lại và thấy bản thân có vẻ đã thất bại. Hitomi sau đó đã bắt đầu bị năng lực của bản thân cắn trả ai nấy biết hitomi sắp bị mất kiểm soát thật ra từ lúc hitomi rời khỏi tổ chức thì anh đã xuất hiện triệu chứng của việc này anh không muốn chết trong cô đơn nhưng cũng không muốn những đàn em yêu quý biết về việc này anh muốn tìm cách thay đổi tổ chức nhưng thời gian còn lại quá ít để anh tìm được cách nào tử tế anh không muốn breaker nào phải chịu số phận như anh mà muốn họ sống trọn vẹn như một người bình thường nhưng hitomi không muốn mọi thứ kết thúc như thế này anh muốn ít nhất là phải giết được tên thủ tướng anh phải bắt hắn trả giá vì hắn là kẻ anh không bao giờ có thể tha thứ nhưng dây đã ngăn cản Hitomi và cố nhắc lại Hitomi nhớ về bản chất trước kia của anh. Nhưng anh phải tự ôm lấy một mình vì tổ chức lúc nào cũng giám sát những người em mà anh yêu quý. Nếu anh cố liên lạc với họ thì tổ xê hức sẽ ngăn chặn anh ngay lập tức. Anh không muốn đàn em bị liên lụy nhưng khi nhìn thấy họ đều chạy đến anh thì anh hiểu là đáng ra bản thân không nên xóa bỏ họ khỏi cuộc sống của mình. Anh sau đó đã nói những lời cuối với mọi người. Đầu tiên là Yuki. Cậu ta hợp với vai trò số một của anh nhất. Anh cảm ơn Toki đã bảo vệ cô giáo cho anh anh cũng xin lỗi cô giáo và khen ngợi số năm vì cô đã trưởng thành và mạnh mẽ hơn anh cũng chúc mừng hay ke vì đến cuối cùng Hayke vẫn là người anh tin tưởng nhất dù hay ke có hành động kỳ lạ thì anh cũng đã bỏ qua anh thấy đáng ra nên gặp họ sớm hơn vì giờ ai cũng đã có con đường cho mình còn dây thì anh khen ngợi cậu đã mạnh mẽ hơn và đánh bại được anh nhưng cậu vẫn xem hitomi là người mạnh nhất nên không được tỏ ra yếu đuối và bi thảm như vậy nhưng anh thấy cậu đã trở thành biểu tượng công lý thay cho bản thân anh trước đây nhưng tên thủ tướng lại mò đến và cắt ngang mà chia ly cảm động này ông ta vẫn cho rằng bản thân đã sai khi chọn Hitomi và quyết định sẽ chuẩn bị chọn thêm một lứa breaker mới. Hitomi đã tức giận mà vùng lên đòi lấy mạng ông ta bằng mọi giá. Nhưng những người em của Hitomi đã cản anh lại, dây không muốn anh tiếp tục lún sâu nữa mà trở thành một con quỷ. Họ sẽ giải quyết thay anh nên hãy dừng lại đi. Hitomi nghe vậy thì đã yên tâm đặt hết vào những đứa em rồi ra đi thanh thản. Tên thủ tướng thấy mừng khi Hitomi đã chết khiến Toki phải lao đến đấm ông ta một cú. Gây sau cùng vẫn xem đây là cái giá cho hành động của Hitomi đã gây ra đã quá muộn và họ không thể mang người chết trở lại nữa. Toki sau đó nghe người dân nói về việc họ đã mừng ra sao khi tên khủng bố đã chết và xem cảnh sát là người hùng. Còn tên thủ tướng thì vẫn bô bô về vụ vừa xảy ra và xem hay là người đã gánh gần như mọi thứ. Ông ta càng thích hơn khi dây đã thức tỉnh được sức mạnh thực sự và ông ta giờ có thể dùng dây để đối đầu với kẻ bị truy nã, kẻ mà Kihina lúc này đã về gặp mặt. Ông ta sau đó thấy thỏa mãn và chuẩn bị lên kế hoạch cho những vụ sắp tới. Đột nhiên một luồng xét đã tấn công khiến ông ta thổ huyết, hay biết đây là điều mà Hitomi để lại. Hôm sau, Sakura thấy Jay không đến đi cùng cô nữa. Nhưng Yuki đã đến để tạm biệt cô và bảo cô lúc nào cần thì cứ gọi cho cậu ta. Số 5 cũng đến tạm biệt cô và cho biết giờ họ sẽ trở về khu vực mà bản thân phụ trách. Sakura thấy ai nấy đều đã đi cả rồi. Cô đã bắt đầu thấy cô đơn nhưng Toki đã tìm đến nên cô vừa như bản thân không hề khóc. Toki sau đó đi cùng Sakura và tiện thể bóp hàng cô tí thì liền bị đấm. Cậu ta định cho cô thông tin về dây thì cô liền dãy lên và cho rằng bản thân phải đi theo để giám sát dây. Toki thấy ghen tị với Jay nhưng tiếc cho Sakura vì Jay đã bị chuyển đi nơi khác. Cô sau đó đột nhiên cảm nhận được gì đó nên đã xin bác tài cho cô xuống. Toki cũng nói lời tạm biệt với cô luôn lúc này. Cô quay lại nơi mà Jay từng xử băng chim ưng thì thấy một đống hoa ở đây. Cô biết đống này là của Jay. Và cô biết dù Ray có không tồn tại với thế giới này thì cậu vẫn sẽ tồn tại trong tim những người biết đến cậu. Còn Jay thì vẫn tiếp tục với công việc của bản thân. Diệt trừ cái ác. Và phim đến đây cũng là kết thúc.